Người dân có quyền ghi hình ảnh vi phạm của người tham gia giao thông để cảnh sát làm căn cứ xác minh xử phạt. Đó là một trong những nội dung của Nghị định 46 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 tới đây nhằm tăng cường sự giám sát của nhân dân. Nghị định này quy định tăng mức phạt tiền với 194 hành vi vi phạm giao thông, gồm 153 hành vi trên đường bộ và 41 hành vi trên đường sắt. Các cơ quan chức năng sẽ sử dụng nguồn clip của người dân cung cấp để xử lý vi phạm. Người dân khi quay được hình ảnh vi phạm giao thông có thể phản ánh hoặc gửi cho các phòng cảnh sát tại các địa phương hoặc liên lạc với Cục Cảnh sát Giao thông theo đường dây nóng 069 2342 608 hoặc email tccs-c67a.vn. Người cung cấp thông tin được dự kiến danh tính. Các cơ quan chức năng sẽ xác minh biển số xe và mời chủ phương tiện lên làm việc. Thực tế là trước khi Nghị định 46 có hiệu lực, hình ảnh người dân cung cấp về vi phạm giao thông đã được cảnh sát tại nhiều địa phương coi là cơ sở xác minh và xử phạt. Như ở Hà Nội, 100% tài xế bị cảnh sát xác minh thông qua hình ảnh đều thừa nhận vi phạm và chấp nhận nộp phạt, viết cam kết không tái phạm.